Thưa quý vị, gian hàng không đồng của chị Bùi Thị Thu Uyên đặt tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được mở ra để san sẻ và kết nối yêu thương của những người Sài Gòn. Vào những ngày mở cửa thì gian hàng rất đông người đến chọn quần áo và đa phần họ là những người lớn tuổi, công nhân lao động, người bán vé số, nhặt ve chai, xe ôm hay là học sinh sinh viên. Và câu chuyện về gian hàng không đồng được chị Bùi Thị Thu Uyên sẽ được kể trong buổi sáng ngày hôm nay. Gian hàng không đồng tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do chị Thu Uyên ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thành lập để kết nối, san sẻ niềm vui cho người lao động. Xuất phát từ suy nghĩ đơn giản của bản thân, đó là phụ nữ thì rất thích mua sắm những bộ quần áo đẹp để mặc, nhưng cũng lại rất nhanh chán và không muốn mặc nữa. Nếu bỏ đi thì rất phí, trong khi nhiều người thì lại không có. Ấp ủ ý tưởng thành lập gian hàng không đồng từ lâu, nên chị Uyên đã tập hợp những người bạn cùng thu gom quần áo không sử dụng trong gia đình mình và bắt đầu hoạt động gian hàng. Mới thành lập, quần áo đồ đạc còn ít. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, đến nay gian hàng không đồng của chị Uyên gần như quá tải. Ngoài phục vụ tại gian hàng không đồng, chị Uyên cùng nhóm bạn sẽ phân loại quần áo, sắp xếp gọn gàng, rồi đóng vào bao, gửi đến những nơi cần quần áo để sử dụng. Nga Quỳnh xin chào quý vị của Việt Nam Ngày Mới. Bây giờ thì Nga Quỳnh đang được ngồi cạnh chị Bùi Thị Thu Uyên rồi đây. Chị là người đã làm nên gian hàng không đồng này. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện của chị nha. Nga Quỳnh chào chị Uyên ạ. Chào Nga Quỳnh. Dạ. Chào quý vị khán giả của đài truyền hình. Từ khi nào mà chị Thu Uyên có ý tưởng mở ra gian hàng không đồng này ạ? Và từ lúc mà mình có ý tưởng cho đến lúc mà mình hành động thì nó có phải là một quá trình dài không? Chị có cái ý tưởng này rất là lâu rồi, nhưng mà nói chung là khi xưa là có ý tưởng nhưng mà chưa có đủ điều kiện á, không có đủ điều kiện nên chưa làm được. Nhưng mà sau này á, là chị có đủ điều kiện và chắc là cũng là tới lúc nó đủ duyên á thì chị mới thực hiện được á. Có rất là nhiều cách để chúng ta thực hiện những cái công tác dành cho cộng đồng, thì tại sao lại là một gian hàng không đồng với rất là nhiều quần áo và phụ kiện như thế này mà không phải là một hoạt động khác ạ? Chị thấy thứ nhất là quần áo của mọi người, giống như bản thân chị cũng vậy, là mình bận xong rồi có những cái là mình không thích nữa nhưng mà nó vẫn còn mới thì mình thấy bỏ đi thì nó phí. Thấy rất là nhiều bà con khó khăn, rất là cần quần áo, mà cũng trong xã hội thì cũng có rất là nhiều người là họ lại dư giả quần áo, cho nên chị nghĩ đến cái vấn đề này nên chị làm, cũng nghĩ là mình chị làm trong cái khả năng của chị. Và chị làm trong đây nhất là nó khuất là nó trong cư xá, thì chị nghĩ chị chỉ phục vụ bà con của cư xá thôi. Khi mà làm cái đăng lên Facebook chơi. Dạ. Yeah. Cũng lấy mọi hình sự ảnh. Đều là một cái duyên, một thoải một mái. Một cái giống như là một cái duyên và một cái rất là tự nhiên. Chứ yeah. Không có là sắp xếp hay là gì hết. Thì rồi sau tự nhiên lan truyền sao giống như cái cũng thuận ý trời. Tự nhiên nhiều người biết đến rồi mọi người mang đến cho, bây giờ là quá tải luôn đó. Em nãy giờ em ngồi em thấy không? Dạ. Như chị nói là nhiều như vậy á thì thật sự ra Nga Quỳnh thấy rằng là cái lượng người đến thì cũng đông, nhưng mà mình không có thể nào mà mình lấy hết tất cả mỗi ngày, thì chị sẽ làm gì với những quần áo còn tồn động? Tụi em thấy là khách cho đến rồi tụi chị có một nhóm đội ngũ là mang ra soạn thì cái đồ đẹp, đồ tốt là để cửa hàng. Còn những cái đồ mà nước hai là nó hơi bị cũ một chút xíu nhưng vẫn còn xài được. Và những cái đồ ấm, đồ dày thì chị cho đi vùng cao, vùng xa. Rồi còn những cái đồ mà xấu nữa không thể dùng được thì chị cho cơ khí. Và bên cạnh đó thì em thấy là đội ngũ của mình coi vậy chứ cũng hùng hậu nghen. Đông lắm. Hôm nay là tụi em đến là chỉ ở đây là chắc có 6-7 chị thôi chứ. Nếu mà nguyên một cái group của chị mà đầy đủ phải mười mấy người. Hàng xóm mà thấy khi mà đồ về đông quá tụi chị không có làm xuể. Là cô bác súng vô mỗi người một tay. Đây là lần thứ 3 chị Thùy ở phường 13 quận Bình Thạnh đến gian hàng không đồng tại cư xá Thanh Đa để chọn quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Lần này chị dẫn theo con gái để cùng chọn đồ. Chị Thùy cho biết gian hàng không đồng hôm nay có rất nhiều quần áo, ba lô, túi xách, giày dép. Sau 15 phút đã chọn được nhiều món đồ ưa thích. Những gian hàng này giúp cho mình được như có những người mà người ta cần những cái thiết yếu như quần áo, hoặc đôi khi là những cái ba lô cho những bé đi học này nè. Tế khi em vô đây em thấy thì mình thấy nó cũng còn mới, vợ con mình xài được thì đó mà cũng một tiết kiệm được khoản chi phí. Dạ, hôm nay là lần thứ 2 con đến chọn đồ. Ừ, con chọn được cái gì rồi nè? Cặp màu đỏ nhẹ, cái đỏ rồi nhẹ, cặp màu xám nhẹ, cái đầm. Đi xe máy từ thành phố Thủ Đức lên quận Bình Thạnh để bán hàng dạo. Ông Hoàng cho biết mỗi lần có dịp đi ngang gian hàng không đồng, ông sẽ ghé đây để chọn ít quần áo cho mình và các con. Lần này là 3 lần cho con mặc không? Tại chú 4 đứa lần chung là cho tụi cháu có mặc. Đây chú cuộc sống cũng khổ quá. Buôn bán đi bán khăn rồi ghé thấy người ta để từ thiện nè. Chú vô xin về cho con chú mặc. Cũng cảm ơn là mà những người mà
mạnh quân ở đây là giúp đỡ. Nhận hàng không đồng tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh sẽ mở cửa 3 ngày một tuần là thứ Hai, thứ Năm, thứ Bảy từ 9 giờ đến 11 giờ 30. Trước mỗi giờ mở cửa, chị Uyên cùng nhóm bạn của mình sẽ chuẩn bị, sắp xếp quần áo, giày dép ngăn nắp, cẩn thận để khách dễ chọn đồ. Chị muốn giúp đỡ những người khó khăn á, thay vì phải mua đồ thì chị mở cho quyên góp rồi từ từ người ta biết, người ta ủng hộ. Thì mình là em của chị, thì chị em bạn chơi lâu, thì mỗi người chung tay, rảnh thì cứ qua phụ, mỗi người phụ chút chút như đó. Chị Uyên chia sẻ, đa phần những người đến lựa quần áo là những người lớn tuổi, công nhân lao động, người bán vé số, nhặt về chai, xe ôm, học sinh. Mỗi lần thấy người đến lựa mang về được một túi đồ, thì chị Uyên cũng như nhóm bạn rất vui, hy vọng san sẻ được chút niềm vui cho người khó khăn. Khi mà vận hành gian hàng không đồng này á, thì chị sẽ lấy kinh phí ở đâu, hay rằng là có những ai hỗ trợ chị để cùng đồng hành với chị trên hành trình này hay không ạ? Cái này á, là cái nhà là nhà của chị. Lúc trước là chị cho thuê, nhưng mà sau này chị lấy lại, chị làm. Rồi còn chi phí thì tự chị bỏ. Có những cái quy định hay là những cái mong mỏi gì của chị khi mà khách đến đây để mà lấy những cái món đồ mình cần không? Là giống như ngày đầu mà chị mở ra, khi mà đồ chưa có nhiều á, thì chị có ghi cái bảng là mỗi người đến không lấy quá 3 món. Nhưng sau này được cô bác hưởng ứng cho đồ nhiều rồi á, thì chị là cứ cho mọi người lấy 5 món, nhưng thật sự không ai lấy 5 món đâu. Có người lấy mười mấy món luôn á. Trời ơi. Mười mấy món mà hôm nay lấy xong ngày mai quay lại lấy tiếp. Quay lại lấy tiếp, ngày kia quay lại lấy tiếp. Thì chị mới nhắc nhở, thấy để muốn mình muốn để dành cho những cô bác tới sau, nhiều khi nhắc cái người ta bị quê á. Cây quay qua chữ từ chị luôn. Thì cũng mong là tất cả quý vị đến với những gian hàng không đồng hoặc là đến với bất kỳ một cái tổ chức thiện nguyện nào đó, thì dù mình là khách đến thăm nhà hay là mình là những người làm công tác thiện nguyện, thì mình cũng sẽ mang một cái tấm lòng nó vui vẻ, hoan hỷ và thiện lành nhất để mà mình đối đãi, không chỉ là hành động đâu mà cả lời nói rồi, đúng không ạ? Và em chúc cho chị sẽ có thật là nhiều sức khỏe cùng với đồng đội của mình tiếp tục gọi là phát triển hơn nữa và mang đến rất là nhiều cái nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người xung quanh. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị Uyên rất là nhiều với buổi trò chuyện trong buổi sáng ngày hôm nay.